Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại xã Tân Kim của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thế Toàn quay ba cái Toàn cùng với chú Đường cưa cái gốc cây dầu nè cả nhà. Cưa giùm một hai mạch gì đó. Cái phần trên này thì làm cái mặt bàn, còn dưới này chắc tiện con này con kia đó. Gốc cây dầu này bự lắm luôn á cả nhà. Chú Đường, con nhờ chút chú leo lên đo, leo lên đứng cho cả nhà cũng biết xem cái cây nó bự thế nào. Đứng đâu? Ủa, quá trời bự luôn. Quá trời cái gốc. Cái mặt anh khoảng nhiêu? 1 mét đây ha anh Tù. Mặt 1 mét đây ha. Chứ đo thử coi mấy gan. Trời ơi. 1 mét 1 mốt luôn. 1 mốt. Cái đường kính. Cái đường kính trên này 1 mét 1. Cái đế này quá trời bự luôn. Đế này mấy người hôm đó ha. Đâu chú giang cái tay à, thử phóng phóng bao nhiêu. Đâu có, giờ chú để cái búa ngay đây nè, rồi giang tay qua vòng vòng thử mấy người. Ba người quá. Ở trên á thì chắc 2 mấy 3 người, còn dưới này chắc 5 người quá, 5 6 người. Có thể là 7 người luôn chừng đó. Thôi cả nhà xem nè. Quá trời to. À, cưa mấy cái mặt cây mà lớn như thế này thì ba cái Toàn không thể nào thiếu đem cái máy cưa lớn được. À, giờ ba cái Toàn đang gáp cái sên này. Bỏ hiện thì đang gáp cái sên vô cái máy lớn này. Ồ, ba cái Toàn là chơi dây sên mới luôn rồi. Xem ba cái Toàn đếm bao nhiêu mắt đây. Sáu mươi chín mắt. Chào quý bà con mình nha. Dạ, dạ. Ồ, bà có Toàn lấy người làm như nguyên cuồng sên luôn nè cả nhà. Bởi vì con sên này dài quá trời dài nè. Cắt con sên mới. Này thì bà có Toàn sử dụng cái máy steel 051 làm dài 1m2. Cái máy này tổng trọng lượng là 16 kg. Ba Toàn đang đếm, đang cắt cái cọng sên mới. Cái đầu cắt, cắt sên. Hỗ trợ cái chú Đường ơi. Này cái đầu bóng sên cái này hiện. Tại vì mình lâu lâu mình mới có cưa cái cây lớn một lần. Dạ. Yeah. Cho nên là không sắm cái máy giữ. Mà sắm cái máy giữ kia nó chung vốn nặng nề quá. Yeah. Rồi cái lâu lâu mới cắt được mệt, thôi kệ, chịu khó cắt nó hơi lâu chút. Cho nên có khi quý anh em nói hù sâu vô khỉ mà có tiếng tâm vậy mà đi cưa cái cây gì, cái cưa gì nó quá tệ, không có cưa xịn chút. Cây cưa này nó già. Cây cưa này nó già quá trời già. Chắc cái độ tuổi nó khoảng 10 năm, hơn 10 năm. Máy được mấy chục năm rồi chứ. Mấy chục năm. Máy nó giữ rồi. Cái đầu bấm trên này thì nó có một cái đầu nhọn này cả nhà. Cái bấm vô ngay cái chỗ mắt tròn tròn đấy đó. Máy kia là máy cắt cắt sên, cái đầu đầu cắt sên. Giữ ra mày vô không được. Dăng ra được thì mà dăng vô không được. Nó có bị leo găng không? Nó bị để cỏ cỏ nó lả đầu. Rồi vô đó. Ồ, ở đây sao hầm quá hầm. Nó có toàn lá mồ hôi chứ. Cái cốc này ra liền. Bấm thêm mắt cái bên đó.
chợt lại cả chợt chợt gánh bây giờ vịnh cho ba con dễ làm ấy chứ được đường vịnh vịnh ngoài trước nè chứ vịnh cái gì ngoài trước được chưa ra chưa lọt gánh luôn rồi gánh rồi hôm về hôm làm gì lọt gánh luôn ha vịnh ngoài trước lại chính đẻ đứt này nè đẻ đứt này giùm nè rồi lọt cảnh nữa rồi bạn nó chợt quay á quá cái kìm nó chứ đừng giấy gấp này chứ đừng lấy tay ấy. Sên nó cò cò chạy luôn á rộng quá heo rồi ra coi bỏ lên đừng có khỏi với nó ngọt lộn luôn bơi xuống rồi tà đồng hết giờ bắt đầu ghép rồi tán rồi búa không có trời ô búa đây nhỏ kìa chứ không phải búa đó. Nó có rồi. Để cho tao xách mà lại được chứ không phải cái búa này cứ. Có cái đây có cái đinh này không để lên cái đầu lên. Tán cho nó lả lại. Nè để nó đây nè đồng hết nè. Người ta có cục này ngon chết để lên cái búa. Búa nó nghiền chuyền. Tận dụng lại cái mắt cũ để mình nói lại luôn nha cả nhà. Nó không đẹp lắm nè. Cái này chơi cái gì cũng đen ha. Quần đen, nón đen, áo đen luôn. Ủa, thiếu gì được rồi, chết thiếu rồi. Ủa sao hụt hút dữ hả? Điểm này mà mấy bảy cho sáu mươi mấy sao chín bốn sao chín sao bốn hay sao chín sao chín hôm nay này năm chín sao chín đấy mình lại chín rồi đó hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười tám hai mươi hai bốn sáu tám ba mươi ba hai ba bốn ba sáu ba tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười tám năm mười năm hai năm bốn năm sáu năm tám năm chín thiếu mười mắt sáu chín đếm lộn năm chín rồi giờ bấm bấm lại cộng mới nha cả nhà. Ờ khi nào ba có thằng bấm xong cái cộng mới thì và cưa thì thằng sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Rồi giờ ba có thằng lấy cái máy rotary để cưa màu trước rồi mới đưa cái máy cưa lớn vô nha cả nhà. Ôi giời. Ô cái góc cái bự của mình đó. Nãy giờ toàn dưới chú đường đéo bớt lớp da ngoài. Chứ này có đo nhiêu mà hả? Chú đường đo 1m1. Ba đo lại thử. Đúng không nữa. Năm gan một mét à. Một mét ăn gian rồi ăn gian hết tan tắt rồi chứ được còn da còn chi nữa còn da xéo quá rồi xéo quá rồi tâm xuống đây dữ à
lấy theo cái mặt trên đó cả nhà, mặt trên nó hơi xéo á. Đứng không có thế đứng, cắt mấy lần luôn rồi, ba lần rồi. Thì bà có toàn lấy máy lớn rồi. Qua cái cục u đó luôn á. Dùng quá rồi, mới các con mạch nó nóng nó giãn trên kìa. Cho chú đường cắt cái lóng cây gáo đó nè, đường cắt nó nêm miếng nêm như đây nè, rồi giờ ba cái toàn là cắt luôn rồi, thấy không, thôi là cắt là nó bị hiếp lam.
chỗ nữa. Làm này hỏi chắc nó chỗ đâu đây á cả nhà. Nêm bên cái đầu đó để sợ nó sập miệng tiếp cái làm này luôn. Rồi ngon lành, sên vô dùng quá trời dùng. Trời ơi dễ ăn lắm chứ đường. Chứ đường tính đẩy ra mà đẩy gì nổi, đẩy. Đẩy đi chú đường. Khoảng 3 người chú đường đẩy chưa nổi nữa. Có 300 kg. Lấy cây dây đi. Lấy vô cột. Nhà ba có toàn cùng với chú đường lấy cái sợi dây luộc lớn nè cả nhà. Để cột dây kéo cho nó gất xuống đất đừng cưa thêm mấy mạch nữa. Cưa này chú ý là làm mặt bàn á. Làm cái mặt bàn chắc cũng khoảng 2 tấc à. Bây giờ anh cưa cái khúc này để cho gớt xuống anh mới cắt mặt ra được à.
À, giờ ấy để gớt xuống mới cắt mặt mới đều được. Còn giờ cái khúc đứng dưới này là nó cắt cái đế dưới này cái mặt đẹp lắm á. À, chú đường của Toàn cao 1m6 nhưng mà cái này nó cao hơn đó nha cả nhà. Cái bộ đế này nè. Cao hơn nữa. 1m6 mấy. Này giờ chắc mét gần 1m8 á. Cao hả? Dạ. Cao quá trời cao. Rồi, nhưng mà giờ sau đã cho đủ nhân lực. Giờ bà có cần lấy mấy cái lóng cây nhỏ nhỏ này cái nha. Lót vô. Giống như làm pháo á, lăn cho nó rớt xuống. Cái này nặng lắm. Nhiều là không nổi, em rớt cho mình đâu nổi. Trời ơi, nhẹ. Rồi đó là gịch ơi, đu ơi. Đu ba dây cái đó. Cái mặt nó cũng tương đối hả? Tương đối đẹp mà. Đừng quá im rồi anh. Rồi, mai, ok. Mai nó có nhiêu cái thịt đó. Quay trống coi coi. Chú cũng ngại lên hình nên Toàn không quay mặt cái chú nha cả nhà. Đó hình giống coi là ông. Ồ cái mặt này cắt chắc 7-10 của CD à. Đẹp hết. Không, mà anh, cái mặt phẳng này là cả nhà. Đẹp ha. Tại vì sao lý do nào là nhờ cái làm mới như sền mới với cái làm dài chứ mà làm mình gói đầu qua gói đầu lại mà cái sền cũ á là nó ăn chấu hết à. Lên mét mấy à? Thời cưa thì không có cái thước nào hết trơn á. Bỏ thước vô đó là tụi mấy lính nó giục nó hết trơn à. 1 2 3 4 5 6. Trời ơi. Thước 25. Mét 25. Quá đẹp luôn. Ở dưới này nó bự nữa nè. À cái này thì Toàn nói trước luôn à, chủ cây không có bán đâu nha cả nhà nên là cả nhà khỏi không cần hỏi là mất công. Này để xài thôi. Quá đẹp luôn. Bây giờ lát phải đẽo này nữa mới cắt được. Bây giờ chú thì chủ cây thì muốn cắt thêm một mạch cái này nữa nè. Nhưng mà cái này phải đợi dựng đứng lên mới cắt được. Đẽo này hết. Mấy cái này sợ mà có đá nè. Này là mình cắt sâu xuống khoảng nhiêu nữa bạn? Xuống cái nếu cắt phải cả gan mới được một 2 tấc ạ. 2 tấc hơn. Ô đây sâu quá ta. Ngang đây luôn nè cả nhà. Đây là sâu lắm luôn á. Đây chắc 4 tấc, 3 tấc mấy, 4 tấc luôn. Có cái đá nè. Đó. Đá cắt không à. Miễn rồi trời ơi. Bên đây đá mới bự nè, nguyên cục đá bự giống như gạch á, gạch tàu hồi xưa á. Đó nguyên miếng gạch tàu hồi xưa kìa. Trên đó không có đá. Cái này ra để xuống chút nữa vậy. Này cũng có lót luôn mớ cây đang dễ cắt nè cả nhà. Không xi nhê rồi. Em nghĩ lấy cây xeo không? Em cứ cây đòn, đòn bắn. Lấy thỉ. Vừa kéo vừa xeo. Trước rồi, 5.000 một trái. Thấy được rồi. Xương trước rồi, 5.000 một trái. Nội, không nội, không nhóm đồng một chút kia. Xương trước rồi, 5.000 một trái. Quá cao. Ủa, gãy cây cao luôn á. An đã làm việc sức chứ. Đám đến 50 kg. Nhà tính nhà bé ngoại nên đầm nữa đó. Đây chi ngay đó rồi. Cái khến á, mà cắt cái khến thì đâu được. Mất cây rồi. Ừ, mất cây rồi.
có miếng khến về lăn không được. Ba. Hai ba má nè. Còn thấy kéo ngang ngay chứ được. Được rồi. Đây có sổ bé. Thử rồi nè, kéo lên được rồi. Đang này, đang này. Vô. Này kéo ngang á. Này kéo ngang có thấy. Ôi, đây là nè, ra đây coi được. Cái nữa là nó được hoặc cái nữa là nó được. Không như nó cái quá trời đánh. Cái nữa theo lên nó. Đó. Đó. Đi vô xuống, vô xuống, xuống, vô xuống đại đi, nó không quay dính đâu. Đó. Đó. Lỡ lại bỏ luôn. Rồi, quá. Chú Tùng không anh một chú đường rồi. Rồi sao? Đường hết cái quà luôn thấy không? Rồi, hay cắt cái. Có người phụ ra nó chấm đuôi. Thì ba cái toàn sẽ đầy ba mạch nha cả nhà. Nãy giờ ba cái toàn có đo hết rồi. Đây nè. Đó mấy cái nặng đó. Phải cho thợ cháp lại nha cả nhà, chứ lỡ rồi. Cho thợ cháp cái lằn lưới cưa lại. Ah!
rồi, đứt rồi. Có cái hàm mà. Có cái ngàm mà, cái này phải chám lại mới được rồi. Cho mấy thầy nào học một cái chám lại. Lấy chè trên được. Quên đường canh đây, tôi thường thường bên kia phải dựng cái cây lên mấy mình thấy hướng. Quên mình đi vô chút xíu quá. Đi vô xíu rồi qua đây. Chắc mấy tắc, ố mấy phần. Này nè cái nè. Bây giờ cho thợ mộc chám cái đường này lại. Chám lại lần nữa, lấy cái mặt lên trên. Mặt này mặt trái, mặt này mặt phải. À, mặt này để dưới. Đổ keo AB vô. Cái này phải canh kỹ lại rồi. Vừa dựng chuẩn lên cái đường. Anh về đây, anh về đúng hướng đây giờ sao giờ? Đi buông đây, chim đi. Không được ba, cái nó ngắn lắm. Buông đây cái miếng đi trên đồng. Cái lóng sau lưng ba kìa, lóng sau lưng nó mới đủ. Giờ ba có cần dựng cho thẳng cái mặt lên. Cái lóng sau lưng này dám vừa luôn nè. Sau lưng chứ đường nè. Chút nữa đi. Cái lóng nó vừa đó chứ đường. Nó dài dài cây đó. Con miếng này mà hai người đã dựng lên mà không ăn không muốn nổi. Cái này chắc bốn người khiêng quá. Nổi tới da luôn. Quá trời cái lỗi mà. Cái đường trắng ngoài là cái giác thôi nè, còn trong là cái lỗi. Tại vì không có rước trơn. Quá đỏ. Già tới già rồi. Mày chắc lớn đúng hai anh em mình đúng không? Trên trăm năm góc này trên trăm năm, hai người cứ bằng nữa. Hai đời người cứ có phấn rồi gặp nhau phấn trơn thở cái giòn rồi. Được không được, giòn như gió. Chưa đóng thêm vài cái cho cứng vô đi. Đó. Con có toàn vạt giùm chủ cây cái mặt ngoài này luôn nha cả nhà. Đường có toàn đứng canh nữa. Canh theo cái lần hồi nãy ba có toàn vẽ cả nhà. Ba có toàn không tin tưởng, phải qua xem lại.
và các bạn nói đừng cho nó bể, nó có xài được xài này làm tấm lịch đồ được. Làm dễ chanh vô chanh với lịch gì đồng hồ. Mấy chú cũng ngại lên hình nên là Toàn xin phép Toàn không có quay mặt mấy chú nè cả nhà. Nhớp chứ được à, cái này ba các bạn làm dấu tiếp này nè cả nhà. Đó mấy cái lằn đen đen á. Các bạn qua ngắm lại cái này cho chắc. Bên đây xuống một khúc rồi. Quá đẹp. Dạ dạ dạ. Ôi ba cái phách này đẹp quá đẹp. Coi vậy chứ nó nặng dữ lắm nặng. Cho nó đi tới xíu đi. Hồi xưa là không có xe lưu là ta là làm đường là làm bằng cái gì không à. Rồi rồi bỏ qua đi. Nè cái nè. Quá đẹp. Bốn người ngồi nhậu được rồi. Cái mặt này nó nhỏ mà. Nó cao quá nãy mình quay qua. Đám lại mình lấy mặt trên đó. Dạ. Rồi vậy cũng đã xong được ba phách rồi đó cả nhà. Cái này Toàn không biết có cưa nữa không? Nếu mà con có cưa nữa thì Toàn xin phép Toàn quay thêm một video nữa. Tại vì clip này cũng khá là dài rồi. Toàn cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Bây giờ để vậy đi, cố cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.